Quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Góc Cảnh Giác. Thưa quý vị, vẩy rau vốn chỉ được coi là công việc đơn giản hàng ngày. Ông bà hay là bố mẹ chỉ nháy mắt vài cái là đã vẩy xong rổ rau một cách rất là dễ dàng. Thế nhưng cái việc tưởng chừng như là nhắm mắt cũng làm được ấy lại làm khó biết bao chàng trai cô gái ngày nay. Những tình huống vẩy rau dở khóc dở cười được các bạn trẻ chia sẻ rất nhiều trên các trang mạng xã hội. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một vài đoạn clip ngắn như thế này ngay sau đây. Để chứng tỏ mình cái gì cũng làm được, huống chi là vẩy rau, nhiều bạn trẻ đã tạo nên cơn sốt, thi nhau vẩy rau để khoe tài năng của mình. Chàng trai này cũng vậy, màn vẩy rau được đánh giá là rất điệu nghệ, khiến các bạn trẻ phải lác mắt sau vài vòng vẩy cơ bản. Thế nhưng, cú thuyết lại đến ở phút cuối. Mới đây thì một chàng trai lại tiếp tục khoe màn vẩy rau vô cùng tự tin, chớp nhoáng, thậm chí là khiến cho nhiều dân mạng ngạc nhiên vì đàn ông con trai lại có thể khéo léo đến thế. Tuy nhiên, chẳng có gì có thể nói trước được. Hiếu ơi, Hiếu, vẩy rau một cái. Đến giây phút cuối, rổ rau không rơi mà anh chàng lại rơi, ngã sõng xoài, khiến cho dân mạng được trận cười muốn xỉu. Cụ thể là anh chàng này trong lúc vẩy rau mấy lần không hề làm rơi rau mà còn nhảy lên, xoay một vòng rất bắt mắt, ấn tượng và cũng chẳng rớt một cọng rau nào. Cứ ngỡ rằng kết thúc cuộc thi khoe tài, anh chàng và rổ rau cũng sẽ yên ổn. Nào ngờ vì quá tự tin và vui mừng, anh chàng chạy một mạch ra vòi nước và ngã chổng vó vì sân quá trơn. Clip được chia sẻ trên mạng xã hội nhận về hơn 17.000 lượt like. Nhiều dân mạng đã không nhịn được cười và bình luận. Đó là một câu chuyện buồn. Tưởng điểm nhấn là vẩy rau thần sầu điệu nghệ, thế nào mà phần hay của bộ phim là ở giây cuối cùng. Quả đúng là kẻ thù ác luôn ngỏm khi hết phim. Mình cười từ lúc bạn nhảy lên quay một vòng rồi cơ, dù biết đoạn này là diễn, xong đến đoạn ngã thì bật cười sằng sặc luôn. Quả vẩy rau đầy chất thần thánh nếu như không có cái kết. Thế nên ông bà ta mới hay dạy rằng là đừng nên quá kiêu căng, nếu không sẽ dễ nhận cái kết đắng. Dù chàng trai này có một màn vẩy rau thần sầu, thế nhưng ông trời lại không cho ai tất cả. Cú ngã đấy chắc hẳn là cũng đau điếng người, sau bớt làm màu lại nha anh bạn. Vẩy rau là một bộ môn nghệ thuật, con người vẩy rau là một nghệ sĩ. Thế nhưng, màn vẩy rau của nữ nghệ sĩ này lại khiến cho ai xem cũng phải phi cười. Ui. What the fuck? Ôi giời. Xem xong mà các bà mẹ chỉ biết thốt lên rằng, thế này sao mà lấy được chồng đây? Video ghi lại hình ảnh, một cô gái tự tin cầm rổ rau sống để vẩy. Nhưng mà thao tác vụng về của cô đã khiến toàn bộ rổ rau rơi xuống nền đất. Ai nhìn cũng không nhịn được cười trước màn phô diễn của cô gái. Cách vẩy rau sống tuy là một thao tác quen thuộc, nhưng không phải ai cũng dễ dàng làm được. Sau khi xem video, rất nhiều ý kiến thừa nhận bản thân họ cũng không biết vẩy rau. Đồng thời, cộng đồng tỏ ra hào hứng, chia sẻ kinh nghiệm cách vẩy rau sống sao cho chính xác. Cư dân mạng hào hứng chia sẻ, cảm ơn cháu gái đã tặng cô một chầu cười vỡ bụng mà lâu rồi chưa được cười như thế. Các bạn bây giờ chỉ thấy học, học và học. Vẩy rau là kỹ năng cơ bản của cuộc sống hàng ngày mà cũng không biết thì thật bó tay. Vẩy rau sống cần phải cầm rổ cân và vẩy nhanh, dứt khoát. Cứ đưa lên đưa xuống thì rơi ra ngoài hết. Bên cạnh đó nhiều người cũng được một chàng cười ngất khi chứng kiến cảnh vẩy rau huyền thoại này. Không biết là cô gái còn ổn không khi mà đi luôn rổ rau cả nhà ăn như thế. Nhưng mà chắc chắn là mẹ biết là mẹ buồn á. Vẩy rau sống từ lâu được coi là bài học vỡ lòng của các nam thanh nữ tú trong việc biến hóa chính mình trở nên trung hậu đảm đang. Ấy thế mà bài học cơ bản tưởng dễ mà cũng khó ra trò. Không phải là ai cũng có thể thành thạo đến độ chuẩn mực, kể cả là được chỉ dẫn đâu. Như là cô gái trong video được cộng đồng mạng chia sẻ mới đây, trước khi thực hành vẩy rau sống, cô được một anh chàng tận tình hướng dẫn, nhắc nhở không khác gì là sư phụ. Nhìn kỹ đây này. Sau màn thể hiện không rớt một cọng rau nào ra ngoài của anh, cô gái đã tự mình thực hiện. Lúc này, anh đứng ngay bên cạnh tiếp tục động viên. Không sao, cứ vẩy thoải mái. Nhưng mà có lẽ chính sự khẳng định chắc nịch kia đã khiến cô gái thoải mái quá đà. Cô vừa vung tay vẩy đúng một nhịp, cả rổ rau bay thẳng đến bụng dưới của anh chàng. Đấy, vậy là rau thì rơi cả rổ. Còn thầy dạy thì ôm bụng ngoác ngoải. Đoạn video khiến cộng đồng mạng bật cười thích thú, ai cũng đồng tình và khuyên rằng sau sự cố hôm đó có lẽ là anh thầy nên từ bỏ việc dạy cô gái học vẩy rau đi, bởi vì khá là nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn buồn cười không chịu được, hóa ra vẫn có đứa vụng hơn cả mình.
Mình vẩy rau mười mấy năm chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ. Nguy hiểm tính mạng của thầy giáo ghê. Đây là một pha mà tại hạ chẳng thể lường trước được nha. Đúng là chữ thầy trả thầy. Không những vậy còn làm cho thầy một pha điếng người. Học trò thế này thì xứng đáng phải gọi phụ huynh lên gặp ngay lập tức thôi. Xuân hạ thu đông, năm cũ hay năm mới thì vẩy rau vẫn là một vấn đề nan giải với rất nhiều người. Dù cũng đã được dạy bảo kỹ càng như là cô gái ở đoạn clip trước, thế nhưng cái kết không khiến chúng ta thất vọng mà chúng ta sụp đổ luôn. Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một cậu bạn tự tin vẩy rau rồi chỉ một giây sau đó đã úp cả rổ rau lên đầu mình, khiến cho nhiều người cười bò. Bắt đầu khá tự tin nên là chắc chắn là cậu bạn cũng không ngờ mình lại thất bại chóng vánh đến như vậy. Thế nên là anh trai của thanh niên này đã đăng một đoạn clip trên lên một group để tố cậu em hậu đậu và vụng về. Đoạn clip hiện tại đã nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. 500 anh em dù buồn cười nhưng mà vẫn chia sẻ sự đồng cảm với cậu bạn trên. Thứ gì cũng có thể học nhưng vẩy rau thì mãi mãi vẫn là khó nhé. Hiểu cảm giác của bạn. Thôi thì, thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Lần sau đừng dại mà vẩy rau trước mặt gái. Vẩy rau thực sự là một môn nghệ thuật trừu tượng, khó hiểu ghê, học mãi không được. Vâng, đây quả thực là một bộ môn khó. 10 người thì phải đến 9 người là không làm được, người còn lại thì hên xui. Và nếu đây là một môn học ấy thì từ nãy đến giờ là khá nhiều là phải ngồi học lại rồi đấy. Vốn biết rằng là chuyện bếp núc, rau dưa, chợ búa thường thiên về khả năng của các chị em. Thế nhưng ở thời buổi mà hội nhập như hiện nay ấy, thì có khối các anh cánh mày râu còn đảm việc nhà hơn là chị em phụ nữ ấy chứ. Các cụ ngày xưa cũng có dạy rằng không biết thì hỏi, muốn giỏi phải học. Thế nhưng không phải ai cũng được chỉ bảo tận tình, cũng thực hành ngay được đâu. Cứ nhìn chàng trai trong đoạn clip này thì các bạn biết thôi. This is not okay. This needs to stop now. Đoạn clip được chia sẻ trên một diễn đàn kèm dòng trạng thái. Có ai hơn 20 tuổi rồi mà vẫn không biết vẩy rau thế nào giống tớ không? Dạy tới thế là cùng. Chỉ sau vài giờ chia sẻ, đoạn clip này đã thu hút tới 2 triệu lượt xem, 31.000 lượt like và hơn 26.000 lượt share, cùng với hàng chục ngàn bình luận rôm rả từ cộng đồng mạng. Mở đầu đoạn clip là người đàn ông trung tuổi thực hành cách vẩy rau và dạy chàng trai trẻ này từ cách đứng, cách cầm rổ sao cho đúng. Và bên cạnh là một người phụ nữ trung tuổi cũng chỉ anh chàng cách đứng ra sao để vẩy rau không bị bắn vào người xung quanh. Và sau khi được mọi người thị phạm cho cách vẩy rau tỉ mỉ thì anh chàng chuẩn bị thực hành. Tưởng rằng là sẽ ăn ngay, thế nhưng nào ngờ khi rổ rau được đưa lên vẩy nước thì toàn bộ số rau trong rổ lại bị rơi xuống đất. Hai cô chú bên cạnh chứng kiến cảnh tượng chỉ biết cười lớn rồi cùng quay lưng đi thẳng mà chẳng biết nói thêm lời nào. Anh chàng dù bị mọi người cười trêu nhưng mà vẫn cúi xuống nhặt hết số rau dưới đất bỏ vào rổ và tiếp tục kiên trì đứng thử nghiệm vẩy rau. No, God, please, no, no! 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 Nhưng mà buồn thay ở cả 3-4 lần sau đó số rau trong rổ đều dần dần rơi xuống đất hết trong cái sự chứng kiến của người thân. Cư dân mạng chứng kiến hình ảnh không khỏi bật cười thích thú trước hành động lóng ngóng, hài hước của anh chàng này. Một số bạn trẻ bình luận, sự tích không biết vẩy rau là có thật. Thôi thì lần sau muốn ăn rau sống ấy thì cứ vớt ra rổ để đấy, khỏi vẩy làm gì cho khổ. Tôi là tôi, toàn úp hai cái rổ vào với nhau rồi sóc lên, đảm bảo không rơi ra ngoài. Vậy mới thấy rằng không phải là được dạy bảo là sẽ biết đâu, còn cần chăm chỉ, kiên trì luyện tập và thực hành nữa thì mới có cơ hội thành công được, hoặc cũng có thể là không làm được. Vâng, các bạn có biết vẩy rau không ạ? Hay là cũng như các bạn trẻ trong đoạn clip này? Đừng quên để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trên kênh Góc Cảnh Giác. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.